Lươn đây không không có mấy đồng, mình không có lươn mấy, bục trạch rất nhiều. Tôi trạch xâm đất chuyên thịt ăn thôi. Đây là kích của anh điện máy Thái Nguyên đây. Đấy. Lươn. Máy đánh lươn. Lươn nóc rô phi. Rô phi đánh cũng chết. Lươn đánh cũng được. Nhẹ bình. Đi đi bình xe máy được 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Tao đánh đây toàn chạch lươn, không đánh bán chỉ đánh ăn thôi. Ở mình bọn nó kích đông như kiến cho nên là lươn không có, nó bắt hết. Đây, đi qua đi tầm độ 2-3 tiếng mới được con này lươn. Đi một đoạn dài mới được một con. Này mà kích này mà nhiều lươn đánh một lúc đầy xô. Mỗi tội không có lươn mà bắt này. Đấy. Đây.